Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Tí Tiền Tí của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần chơi Minecraft Sinh Tồn 1.14. Ở trong video trước các bạn có một vài bạn kêu mình là làm máy farm Enderman đi, cho nên là hôm nay mình lại xuất hiện ở Ender. Ở trong thời gian mà mình rảnh các bạn thì mình đã chuẩn bị những cái linh kiện redstone nè. Những cái linh kiện redstone này là mình gom ở trong nhà mình ra đó bạn, mình bỏ vô cái rương màu đỏ cho nó dễ nhớ ha. Còn bên đây là mình có cái rương chứa những cái loại lá cây như cây chòi non nữa bạn, dây leo luôn nè, để trong cái rương màu xanh mình nhuộm màu xanh cho nó dễ ha. Còn trong này còn có những vật liệu khác nữa như là gạch đá nè, cầu thang đá nè, những vật liệu xây dựng đó bạn. Còn bên đây là những cái liên quan tới màu trắng như cát, thủy tinh rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đập những cái này. Ôi, mình đập những cái rương của choker này đi để mình bỏ vô trong này luôn. Mình bỏ vô trong này, mình sẽ lấy luôn cái ender chest đi các bạn ơi. Ở phía bên đây thì mình có một cái cầu mình bắt sẵn nè bạn bằng lá cây ha. Mình sử dụng lá cây để cho những cái con ender nó không có xuất hiện ở bên trên này nữa bạn. Cái cây cầu này giúp cho mình đi ra xa, thật xa cái hòn đảo rồng đó các bạn, để cho những cái con Enderman nó không xuất hiện ở trên nó không thể xuất hiện trên ở cái hòn đảo rồng đó các bạn, để mà cái máy farm Ender của mình nó có một cái công suất tốt nhất có thể ha. Cái cây cầu này thì mình đã sử dụng 170 cái block lá cây đó các bạn, để mà kéo ra. Các bạn có thể kéo nhiều hơn, ví dụ như 200 block chẳng hạn, để cho nó bảo đảm là chúng ta đi xa khỏi cái chỗ cái hòn đảo rồng đó các bạn. Ở đây thì mình khi mà mình quay lại đó bạn thì mình không còn nhìn thấy cái hòn đảo rồng, nó là ok rồi đó. Ở đây thì mình sẽ lấy cái solava ra. Cái solava thì mình sẽ đổ ở phía bên này đi bạn. Mình sẽ làm cái thiết kế giống như trong phần chơi Kylox của mình đó các bạn. Nếu các bạn nào có theo dõi lúc trước đó ha thì sẽ biết ha. Ở đây thì mình sẽ đổ solava xuống chờ chờ cho nó chảy xuống tới bên dưới đó các bạn. Thì mình sẽ đổ cái xô nước kế bên để cho nó tạo thành một cái cây đá đó, mà cây đá cuội dài xuống tới bên dưới, để mà mình hạ cái độ cao của cái sàn này xuống tới cái tầng thấp nhất có thể luôn. Ở đây thì mình chờ nó cho nó xuống tới dưới cái đó. Ok, sau một hồi chờ đợi đó bạn thì mình nghĩ là lava nó đã đụng tới cái phần dưới đáy rồi đó, cho nên là mình sẽ đổ cái xô nước ra, múc cái xô lava lại và đổ cái xô nước ra để cho nó biến một thành một cái cây này bạn. Đó, nó bắt đầu biến thành một cái cây đá xuống tới dưới luôn nè, một cây đá lát mình sẽ nhảy theo cái đường nước để bạn đi xuống phía bên dưới ha. Chờ một chút thôi, mình sẽ đi xuống phía bên dưới đi, mình sẽ đi xuống phía bên dưới để xem nó tới dưới chưa. Ở đây thì mình sẽ lấy một cái cầu thang những cái loại gạch đá ra để mà xây dựng nè, để mà ốp cái điểm tựa đó bạn. Ở đây hình như là nó xuống tới dưới. Ở đó đó đó, mình phải canh ngay cái block cuối cùng để đặt ra nha bạn. Kéo ra. Ngập hở, lấy hơi. Ở đây nè bạn, đó kéo ra. Như vậy là mình cần phải lên phía trên. Không, mình sẽ kéo ra bạn, kéo ra phía bên ngoài này. Nước chảy tầm lum rồi. Như vậy chúng ta cần phải có một cái gì đó để bít cái chỗ này lại. Bít ở đây là. Wow, nước chảy tầm lum rồi. Vậy là mình cần phải lên trên mọi người để mà ngút lại cái xô nước ở trên đi ha. Rồi cái sau khi mà dọn dẹp cái mớ lava này bạn, nó vẫn còn phía bên đây này, mình sẽ đập đi bỏ đi cái phần thừa này. Hồi nãy là nước nó chảy ra đó các bạn, cho nên là nó tầm lum tầm la. Ở đây thì mình sẽ ốp lại cho nó bằng phẳng và cắm cái đuốc lên để kháng con Enderman nha các bạn. Đó, ở đây mình sẽ lấy cái rương, đặt cái rương Ender chest của mình ra để mà lấy những cái hộp ra. Mình sẽ lấy một cái hộp đá nè, những cái hộp mà vật liệu xây dựng của mình đó bạn, redstone nè, với lại cái gì nữa không, cái máy cưa hả, máy cưa không cần thiết đâu bạn ơi, mình đủ rồi. Bây giờ sẽ lấy lá cây ra trước đi nha, lá cây ra để mà xây, kéo ra xây dựng phía bên ngoài luôn. Đó, mình sẽ ôm thêm cái đường luôn. Ở đây thì mình sẽ kéo ra thêm một nè, 20. Như vậy là mình sẽ kéo ra cái khoảng lá đó các bạn, sẽ thêm 20 ô nữa phía bên ngoài ha. Bây giờ thì mình cần có một cái rương chứa gạch đá, mình sẽ lấy cái rương ra phía bên ngoài này. 20 ô thì mình sẽ kéo qua chỗ này cho nó rộng ra một chút cái đã, cho nó an toàn chỗ này. Đó, sau đó mình sẽ đặt cái rương xuống, mình sẽ lấy loại gạch đá, sử dụng đá nào đây. Sử dụng đá này đi các bạn ơi, đá này ha. Mình sẽ kéo qua phía bên này nữa bạn, phía bên này 1 ô, 2 ô, 3 ô, 3 ô nè, 4 ô, 4 ô. Ở đây cái sàn này là cái sàn để cho những cái con Enderman nó spawn ra đó bạn. Cái thiết kế này là mình đã sử dụng một lần ở bên Sky Shop rồi. Ở đây mình sẽ kéo ra phim 3 ô nè, 4 ô, 5 ô đi các bạn. 5 ô một bên, 5 ô bên phía bên này. Phía bên này thì mình sẽ đập chỗ này bỏ đi các bạn ơi. Mình sẽ dời ra trước một chút. Mình sẽ dời ở đây một chút nữa bạn. Ở đây một chút nè ha. Ở chỗ này thì mình sẽ đập bỏ lá cây đi. Đó, thì ốp rồi gạch đá xuống. Ở đây thì mình đếm 1, 2, 3, 4, 5 mà đúng không? Mình sẽ kéo thêm một ô nữa bạn ơi, 6 ô đây đi, 6 ô. Còn bên này thì mình sẽ làm thêm một ô nè, 2, 2 ô, 1, 2, 3, 4 ô đi. 4 ô là mình sẽ có được 6 với 4 là 10 ô đó bạn. Ở đây mình sẽ có cái sàn 10 x 4 ha. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng lá cây nè. Lá cây thì mình cần thêm nữa. Mình sẽ lấy thêm lá cây ra, đặt ở cái hương lá cây ở đây đi. Mình sẽ lấy thêm lá cây ra
cũng như là cắm đuốc xuống bạn ơi, cắm đuốc ở đây cho nó sáng để mà lát có những con enderman nó không xuất hiện trên đây ha. Mình sử dụng lá cây ở đây để cho những cái con enderman nó không bị xuất hiện ở ngoài lá cây đây bạn, nó chỉ xuất hiện ở phía bên trong thôi ha. Cái chỗ này là cái sàn để cho nó di chuyển thôi. Ở đây thì mình sẽ kéo ra thêm là 3 ô, 3 ô, 4 nè, 5 ô, mình sẽ kéo ra 5 ô, bọc hết cái sàn này lại nha các bạn. Ở đây kéo kéo ra luôn, kéo ra luôn. Phía này thì cũng kéo qua luôn, bằng ở phía bên đây nè bạn. Đó, kéo ra ha. Ở đây mình sẽ kéo bọc cái sàn này lại, kéo qua luôn, kéo qua luôn. Ở phía bên cạnh bên kia đó, bên cạnh phía bên này nè bạn, mình cũng sẽ kéo ra thêm là 1 ô, 2, 3, 4, 5 ô luôn. Như vậy là chúng ta sẽ có tất cả mỗi cạnh là 5 ô đó các bạn. Ok, sau khi mà bọc xong cái sàn này thì mình có được cái sàn bằng lá cây rồi đó các bạn. Ở phía bên đây là 5 ô, phía bên kia cũng 5 ô, tất cả là được ra, đi ra thêm 5 ô nữa đó các bạn. Ở phía bên này thì mình sẽ kéo cái con đường này ra thêm 3 ô nữa đi. Mỗi bên là 3 ô cho cái đường nó rộng rộng một chút, đường này để là cho có con Enderman nó chạy đó các bạn. Nó sẽ chạy vào phía bên kia. Ở phía bên kia thì mình sẽ đặt một cái con rận Ender đó các bạn để cho thu hút những cái con Enderman ha. Ở đây thì mình sẽ có được là bao nhiêu ô rồi? 20 ô ở đây đúng không? Hồi nãy là mình đếm là hình như là 20 ô, để mình đếm lại cho chắc cái đó các bạn ơi. Ở đây là 1 ô nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ui, 20 là ở đây. Vậy là chúng ta có sai sót một chút ở cái khâu xây dựng ha. Vậy là 20 ở đó. Ok, cũng được các bạn ơi. Ở đây là 20 ở đây ha. Ở đây thì 20 sẽ kéo ra thêm. Rồi, ở đây kéo thêm 3 ô nữa đi bạn. 3 ô để mà làm cái cầu thang bằng lá cây luôn nè. Đó, kéo ra. Kéo ra luôn. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu lên cầu thang nè. Lên cầu thang bậc tam cấp đó các bạn. Phía này là lên tam cấp. Kéo lên luôn. Kéo đây luôn, đủ lá cây hay không? Nếu không đủ lá cây hình như trong cái rương Ender của mình, cái rương Sugar Chest của mình còn nè bạn ơi. Đây rồi, còn lá cây lấy ra luôn. Mình có thiếu gì nữa không? Ok, vậy là đủ rồi đó bạn. Mình sẽ lấy là cái loại đá xây dựng, cái loại miếng nửa miếng nè, với lại cái gỗ, gỗ thì mình có nè, gỗ mình có đây rồi, được rồi. Thì mình sẽ lấy heo luôn. Mình qua phía bên đây để mà xây dựng, mình cần có những cái mình cần có những cái mình sẽ xây dựng bằng lá cây trước đi bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ đập cái sàn này ra thì nó khá là nguy hiểm. Ở phía bên này thì mình sẽ kéo ra luôn đi, kéo cái cục lá cây lên phía bên trên này để làm một cái hàng rào trước các bạn ơi. Ở đây thì sẽ là một cái lá cây và kéo lên trên có điểm tựa đó, kéo lên phía bên trên này qua ở phía đằng sau, ở đằng sau này nếu mà mình làm gì thì đứng ngay chém thôi. Mình sẽ làm thêm một ô nữa đi, ở đây thêm một ô nữa đó, đặt lá cây xuống luôn mọi người, đặt lá cây xuống luôn. Ở phía bên này thì mình cũng kéo lên y như vậy luôn ha, tương tự như vậy. Ở phía bên này cũng vậy luôn. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được một cái hàng rào bằng lá cây. Mình cần có cái đường đi qua phía bên này, lát nữa mình sẽ đập bỏ đó các bạn. Đi qua phía bên này ha, để đi lên phía bên trên. Ở phía bên trên này thì mình sẽ sử dụng những cái tấm tấm lát nè bạn, tấm nửa phiến đá đó, mình sẽ kéo ra luôn. Kéo ra phía bên đây. Đó, đập bỏ chỗ này đi. Chỗ này không cần thiết đập bỏ. Rồi, mình cần có những cái mình sẽ lấy cái bàn chế tạo qua để chế tạo những cái cửa sập đó các bạn, để đặt vô ha. Cửa sập thì mình cần có gỗ, gỗ nè, với là que gỗ. Que gỗ cần nhiều lắm à. Đúng không, cái cửa sập, ôi cái cửa sập hình như đâu cần quay rổ. Chơi mini world ghét bị lộn luôn rồi bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ chế tạo cho mình 8 cái luôn. Ui, 8 cái luôn hả, 8 cái thì hơi bị nhiều rồi đó. Đó, cửa sập này cho con Enderman rớt xuống phía bên dưới nè. Ở phía bên trên thì mình cần có những cái như là cái len đó bạn. Mình sẽ làm thành cái tấm thảm ha. Cái len thì mình bỏ trong cái hộp rồi, bỏ trong cái hộp kia, cái hộp trắng đó bạn ơi. Cái hộp trắng ở phía bên dưới này nè. Hộp trắng ở đâu rồi? Đây là cái hộp trắng, đây mình sẽ đặt cái hộp trắng ở phía bên ngoài để mà lấy len ra. Len thì mình sẽ coi cái gì không cần thiết bỏ vô trong này bớt đi bạn ơi, que nè, với lại cái áo này không cần đâu, mình sẽ mặc cái quần vô để mà kháng quái ha. Có đánh với nó thì cũng đỡ mất máu hơn. Ở đây thì mình sẽ làm cho mình những cái tấm len nhiều một chút đi. Lát nữa mình cũng cần để ốp lót sàn đó bạn. Mình sẽ đặt những cái tấm len lên phía bên trên này. Và sau đó thì đập cái này đi. Ở phía đằng sau này hình như là cần phải có thêm một cái nữa nè, đó đúng hay không, hình như là vậy. Ở đây mình sẽ kéo thêm một tầng nữa bạn ơi, kéo thêm một tầng lên phía bên trên ở bên đây. Không phải, đúng không, đúng rồi. Cũng được. Ở đây thì mình sẽ kéo thêm một cái lớp len nữa nè, đặt ở phía bên trên cái cửa nè bạn. Đó, kéo qua luôn ha, đó, bọc qua luôn, bọc lên lên trên luôn. Ở đằng sau mình sẽ không cần thiết đâu, đặt bỏ đi, đặt bỏ đi.
ở bên đây nữa nè, bỏ ra chỗ này thấy hơi thừa thừa ha. Ở đây thì mình kéo lên luôn đó, kéo lên luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái loại gạch đá đó các bạn, loại gạch đá mình sẽ chuyển thành gạch đá luôn đi cho nó nhiều nhiều để dễ dàng xây dựng ở phía bên trên này. Ồ, giờ đây ở đây đặt lên không được. Ở đây thì mình sẽ đặt lên được phía bên trên, nhưng làm sao leo lên đây, làm sao tôi leo lên đây, mình cần có một cái đường đi lên đó bạn, đường ở đây đi lên. Rồi cái như là mình đã đi lên trên được. Ở đây thì mình sẽ kéo một cái sàn ở phía bên trên này cho nó rộng rãi để mà chuẩn bị cho công việc quan trọng nhất ở phía bên trên này nè, kéo ra luôn. Ở đây kéo ra luôn mà cái trung tâm là nó nằm ở chỗ này ha, chỗ này đúng không, nhìn thứ nhất rồi đúng rồi bạn ơi, chỗ này, cho nên là mình sẽ sử dụng cái đá cuội để đặt xuống cho nó dễ nhớ cái trung tâm nè. Còn ở bên đây thì kéo ra luôn, kéo ra thêm một ô nữa đi, kéo cho nó rộng rộng cho chắc đó. Đây thì kéo ra, mình sẽ làm một cái chỗ an toàn để em có thể đứng ở đây, đứng ở trong này quăng cái cục ngọc Ender để mà tạo cái con rắn đó các bạn đó, kéo qua luôn. Ở đây thì mình sẽ xém té, ở đây mình sẽ cắm cây đuốc lên cho nó sáng quái trên này nha bạn, để con Enderman nó không xuất hiện phía bên trên này. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng, mình cần có một cái kẻ ri tên cũng như là cái đe, và mình sẽ đặt một cái cầu thang đi xuống phía bên dưới cái đây rồi, sắp đây rồi, mình sẽ làm cái đe với kẻ ri tên nè, với lại ngọc, ngọc thì mình có nè, mà mình có một tắc 14 cục luôn. Hopper thì chưa cần thiết đâu bạn ơi, Hopper thì chưa cần thật sự cần thiết, mình cần có những cái đường ray nè, đường ray cũng như là các cục đá này vô đi, đường ray với lại cái xe mỏ, đây rồi xe mỏ có rồi. Mình sẽ làm cho mình một cái đâu rồi, mình sẽ làm cái đe bạn, cái đe để mà sửa cái thẻ ghi tên lại ha, ba hồi sắt đây rồi, mình sẽ làm cho mình ba hồi sắt. Sau đó thì mình sẽ làm một cái đe, cái đe thì cần có ba hồi sắt ở phía bên trên đó. Ok, như vậy là mình đã có được cái đe, đặt cái đe xuống, sửa cái thẻ ghi tên lại luôn bạn ơi. Mình sẽ sửa cái ghi tên lại là thành tên gì đây, Nghĩa đi, Nghĩa là tên của thằng em của mình đó các bạn. Đây mình sẽ lấy xuống luôn, tất cả đều được là tên Nghĩa. Ở đây thì mình sẽ leo lên phía bên trên để mà chuẩn bị cho con Enderman, con em gọn Ender. Mình sẽ đặt cái đường ray xuống trước đi các bạn. Đó, bây giờ sẽ vô trong. Và mình phải tính cái đường đi ra nữa, lát mình sẽ chạy ra, nếu mà cái con phù đồng nó cắn mình đau quá đó. Mình sẽ đổi thành cái áo, thành cái thôi khỏi đi bạn ơi. Mình sẽ giục cái lấy ngọc Ender ra để quăng. Mình sẽ quăng xuống bên dưới này bạn để mà tạo ra con gọn ha. Cẩn thận ăn vô cho hồi máu lại cái đá. Ôi sao họ sử dụng nè bạn, xuất hiện con rắn Ender rồi. Ô, mình tưởng đâu là chưa xuất hiện, mình lên mình tính ăn cho hồi máu thì mình nghe tiếng chip chip ở phía bên dưới, nó đã xuất hiện rồi đó. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái thẻ ghi tên để đặt tên cho nó, để nó không spawn đi nha. Ở đây thì đi xuống dưới đặt tên rồi, nó đã có tên nữa bạn, nó đã có tên Nghĩa rồi nè. Bây giờ nó cắn đau quá, với lên hồi máu cái mình sẽ đặt cái xe mỏ xuống để cho nó leo lên cái xe mỏ của mình nè, cái xe nằm ở đây, và thêm cái đường ray nữa, mình sẽ thêm cái đường ray để đẩy đi để tới đây lui để cho nó leo lên ha, nó dễ dàng leo lên. Chứ mình leo lên đi em ơi, có vẻ như mình cần phải có gì đó thay đổi ở đây. Đó, nó đã đi ra được nè, lên xe. Ây da, đau quá. Nó lên xe rồi, nó đã lên xe rồi bạn ơi, như vậy là nó đã lên xe, em ấy đã lên xe một cách an toàn. Bây giờ thì mình sẽ khoan đặt cây đuốc xuống phía bên dưới trước khi đập những cái block ở phía bên trên đó bạn. Đó, đây rồi, mình sẽ đập hết cái những cái block, cái hung hồi nãy nè, nó sẽ rớt, nó nằm ở phía bên trên chỗ cái tấm len của mình, tấm thảm len của mình đó bạn, tấm thảm thảm len này của mình nè. Đây sẽ đập lần cuối nữa rồi. Dạ, mình tưởng đâu nó bay ra phía bên ngoài chứ mình thấy cái cục đá văng ở phía bên ngoài, tưởng đâu nó bay ra. Ở đây là mình đã có được cái con rận, đẩy nữa không, đẩy nó một cái. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng những tấm thảm len, tấm thảm trắng để mà đặt lên phía bên trên nữa bạn, bảo vệ nó ha, không để cho nó bị những con Enderman tấn công ở phía đằng sau cũng như ở đằng trước ở đây nữa nè. Và ở phía đằng sau này thì mình sẽ thêm một cái nữa đi bạn ơi, thêm một phần hấp lát xuống nữa, canh xuống đó được nè, hơi xa một chút, hơi khó canh một chút cái tấm đầu tiên thôi, còn mấy tấm thứ hai, tấm thứ ba nè, tấm thứ hai nè. Ô, hết len rồi, hết len rồi, mình sẽ đi xuống dưới để làm thêm những cái tấm len ấp vô phần trên này nữa là ok rồi đó các bạn, được chưa. Như vậy chúng ta đã có được một cái chỗ để mà cái con gần Ender nó nằm yên vị đó rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống phía dưới này để mà lắp cái hopper vô đó, cái hopper sẽ chỉ vào phía bên này, chỉ vào phía bên này thì mình cần đập ra chỗ này, cái lấy lại tận dụng
mình sẽ đập cái rương ở phía bên ngoài này để mà hứng những cái viên ngọc đó các bạn. Ở đây mình sẽ đập ra chỉ những cái hopper vô phía bên trong đó các bạn. Hopper hình như trong này có, đây rồi, có đúng 6 cái luôn. Oh, đã hên quá, kéo vô chỉ vô, mình sẽ chỉ thẳng vô các bạn để mà tăng cái, để không, nó không bị nghẹt á ha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng những cái cục lá cây khi nãy để ốp vô bên đây. Rồi mở được hết luôn không? Được, được luôn các bạn ơi. Như vậy là chúng ta có thể đứng ở đây, và mình cần phải làm thêm cho mình những cái tấm bằng cái tấm mà tấm ánh sáng mặt trời đó bạn, cảm biến ánh sáng mặt trời ha. Ở đây thì mình sẽ ốp những cái tấm này ra. Ô chết rồi, chết tôi rồi. Vậy là coi như là mình mất một cái rồi đó các bạn. Nếu mình có lấy là được hay không, cố gắng cố gắng. Ô lấy là được, hên quá. Mình sẽ đặt ở phía bên trên này đi bạn ơi, phía bên trên này ha. Đó, ở phía bên trên của cái hopper, kéo ra luôn, bên đây kéo ra luôn, kéo ra luôn. Như vậy chúng ta có thể đi vô đây đứng đây, mà những con Enderman nó không thể te leo phía bên ngoài ha. Ở phía này thì mình sẽ đập cái đe, lấy lại cái đe, kiểm tra xem cái đường có bị full không trước khi lấy cái bàn chế tạo lại chỉ nè, cũng như là lấy thêm len ra phía bên ngoài. Chỉ thì lấy hết ra luôn đi, bởi vì mình flash nữa mình cần nhiều chỉ lắm. Chỉ thì mình sẽ ốp xuống phía bên dưới này nè, đó, quăng xuống phía bên dưới này. Ở phía bên đây thì mình cũng sẽ quăng chỉ xuống luôn bạn ơi. À, sau khi quăng chỉ thì mình có thể sử dụng những cái tấm len, tấm thảm á, tấm thảm trắng với len len gì. Ở đây cũng như vậy luôn. Hơi khó chỗ này, vậy là ốp chỉ xuống trước rồi đập những cái chỗ này ra để tránh tình trạng những con Enderman nó có thể te leo phía bên ngoài này. Nếu bạn bạn ốp len xuống thì những con Enderman nó không thể te leo lên những cái block này được đâu. Ở đây thì hơi khó chỗ này, khó canh chỗ này, khó canh quá. Ở đây thì đặt những tấm len xuống trước đi, phía bên ngoài này là bắt đầu canh vô đường nè. Đó, như vậy là được. Ở đây thì mình sẽ kéo ra, kéo ra, kéo ra, kéo ra. Để mà an toàn đó các bạn, thì mình sẽ đập cái chỗ này đi ra thêm một ô nữa đi ha, đi thêm một ô ngoài này nữa đi cho nó an toàn để có chỗ đứng vững chắc. Vậy là mình đã có xe an toàn rồi đó bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi vào phía bên ngoài này. Khoan, còn những cái phần quan trọng ở phía bên này là cái cầu thang. Cái cầu thang là ở chỗ vào chỗ này, là đây tránh tình trạng cái con Enderman nó đi thẳng đây nó rớt xuống dưới ha. Ở đây mình sẽ đặt những cái hàng rào ở phía bên ngoài này. Ở bên đây mình sẽ đặt 1 2 3 4 5 5 cái đi. Thử xem 5 cái thì nó sẽ được hay không. 1 2 3 4 5. Ok. Bây giờ thì mình sẽ test thử các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ dập những cái đuốc bên phía bên này nha bạn. Chắc chắn là nó sẽ xuất hiện những con Enderman khi mà mình đi khỏi chỗ này và chạy ở phía bên đây bạn ơi. Khi mà mình chạy qua phía bên đây thì mình sẽ đập bỏ những cái khối lá cây xuống, bỏ những khối lá cây đó, nó xuất hiện rồi bạn ơi. Wow, trời ơi, kinh khủng. Hy vọng là không có lỗi gì nha. Ở đây thì ở đây còn cái block nè. Kinh khủng quá, nó ồn quá, nó ồn quá. Rồi những con Enderman nó xuất hiện rất là nhiều ở đây nè bạn. Cái ưu điểm của cái thiết kế này nè bạn, thì cái tốc độ sinh sản của những con Enderman ra rất là kinh khủng luôn, rất là đã. Nhưng mà ngược lại thì khuyết điểm của nó là chúng ta không thể nào mà hạ con Enderman xuống còn một máu nữa bạn ơi. Nhưng mà mình cảm thấy là khi mà mình có cái option trong cái kiếm này bạn, quét cảnh thì khi mà hạ nó xuống một máu thì không thật sự cần thiết. Nếu như cho chúng ta lựa chọn giữa còn một máu với lại sản lượng thì mình thấy chọn sản lượng tốt hơn. Đây thì mình sẽ liên tục có điểm kinh nghiệm luôn bạn, nó sẽ sửa chữa đồ cho mình cũng như là lên cấp để mình thay cường quá được những cái cú sắp tiếp theo ha. Ở đây thì sẽ ra phía bên ngoài lắc luôn bạn ơi, bắt đầu lắc luôn rồi, điểm kinh nghiệm nhiều quá đó. Rồi coi nè. Rồi phút chứ không kịp luôn bạn ơi. Khi mà cái chỗ này nè bạn, cái chỗ mà chứa quái của chứa những con Enderman của mình á, nó mà full sản lượng rồi thì nó sẽ không xuất hiện ở bên cái chỗ bể đá của mình nữa ha. Ở đây thì khi mà mình giết này, để mình giết xem, mình giết những một vài con xem nó xuất hiện ở phía bên kia này, nó liên tục xuất hiện ra, ở đây không thể nhìn được đó, nó xuất hiện ra rồi. Ở đây thì mình không có góc nhìn để mà nhìn thấy được phía bên kia ha. Ủa nha, ở đây thì mình sẽ kéo những cái cục đá ra làm cái điểm tựa để mà lắp cái dây xuống nè bạn. Mình sẽ lắp cái dây xuống, lắp cái dây chỉ xuống nè đó, để mình rồi đây mình sẽ đập những cái block cái cứng đi nha bạn. Những con Enderman không biết có tài le lên phía bên kia đi không. Ở đây mình có thể nhìn qua phía bên cái sàn bển, khi mà sản lượng ở bên đây đầy thì nó sẽ không xuất hiện nữa đâu. Đó, chúng ta sẽ giết nó đi, giết nó đi. Đứng gần quá đó bạn, nó sẽ đánh chúng á. Đừng đứng, đứng gần quá, đứng nó phải cái ô thứ hai này thôi đó, chém như vài phát là điểm kinh nghiệm rất là quá trời. Và những con Enderman tiếp tục xuất hiện và nó sẽ chạy vào phía bên đây lấp đầy vô chỗ thì nãy chúng ta mới giết á. Liên tục có ở đây và điểm kinh nghiệm cũng như là ngọc hoa. Mới đó mà kinh khủng không bạn, mới đó gần đây cái gương rồi, tương lai là nó sẽ full gương ở đây và những cái viên ngọc này sẽ là rác thải đó các bạn. Chúng ta cần phải có một cái hệ thống bắn bỏ những cái viên ngọc thừa đi ha. Bây giờ sản lượng cho ra rất là kinh khủng này luôn, quá đã luôn. Ở đây mình sẽ tiếp tục chém cho nó lên level nè, chém một vài cái nữa.
đó, điểm kinh nghiệm sẽ liên tục được khu vô người mình nè. Ở đây mình sẽ đổi góc nhìn một chút, đó chúng ta sẽ đứng đây để chém chặt chém những con enderman, sau đó là có thì điểm kinh nghiệm liên tục, có điểm kinh nghiệm ở đây mình sẽ ăn vô cho nó hồn nhá. Và lắc luôn rồi nè, chém nhiều quá nó lắc luôn rồi, khu vô không kịp á. Có những con enderman tiếp tục châm vô đó. Ok, kết luận của tập ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành được cái máy farm Enderman với một cái thiết kế rất là đơn giản mà thật sự hiệu quả luôn. Mình cảm thấy rất là thích cái thiết kế này luôn đó các bạn. Có lẽ mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Nếu các bạn cảm thấy thích cái series Minecraft sinh tồn 1.14 này của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký và nhấn vào cái chuông để nhận những video Minecraft của mình tiếp theo nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.